chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Hôm nay kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang trong 94 năm qua, cùng với tổ chức công đoàn cả nước, các cấp công đoàn tại Bình Dương không ngừng được củng cố, xây dựng, số lượng cán bộ đoàn viên công đoàn phát triển cả về số lượng và chất lượng, là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Công đoàn tỉnh Bình Dương là nhân tố quan trọng trong tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nơi làm việc, góp phần tích cực vào quá trình phát triển chung của tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập công đoàn, năm nay đúng vào dịp các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hướng về đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn viên người lao động Bình Dương cũng đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng vào ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao đặt ra cho tổ chức công đoàn và từng cán bộ đoàn viên phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với tin tưởng kỳ vọng của đoàn viên công nhân lao động. Làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn. Đây cũng chính là mong muốn lớn nhất của đoàn viên người lao động. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, ban chấp hành các công đoàn cấp trên cơ sở nhiệm kỳ mới cũng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đề ra những giải pháp cụ thể gắn liền với thực tiễn hoạt động. Chúng tôi cũng xác định mục tiêu rằng mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy đoàn viên là trọng tâm để đề ra các chương trình ngày càng thiết thực hơn. Thì chúng tôi sẽ tham khảo các ý kiến của công đoàn cơ sở, của các lực lượng đoàn viên để mình đề ra những hoạt động ngày càng thiết thực hơn để có thể là tạo được cái niềm tin và cái chủ dựa vững chắc cho lực lượng của đội ngũ đoàn viên công đoàn công nhân lao động trên địa bàn các khu nghiệp. Khi chúng ta thực hiện tốt cái chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức công đoàn thì đồng nghĩa với việc chúng ta thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình, đồng thời chúng ta khẳng định được với đoàn viên, đối với người lao động là tổ chức công đoàn luôn luôn đồng hành sát cánh cùng người lao động. Trong bối cảnh đời sống, việc làm người lao động còn đối mặt với những khó khăn, vai trò của tổ chức công đoàn càng cần phải được phát huy, trong đó các hoạt động phải thực chất, sâu sát ở cơ sở, tăng cường các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chủ động tham mưu cho đảng, chính quyền có những chính sách hỗ trợ người lao động thiết thực kịp thời. Chúng tôi xác định khâu đó là khâu quan trọng để tập trung thực hiện hàng năm, và trong thực hiện thì có sự tập trung trọng tâm trọng điểm ở mỗi cái thời điểm để làm sao giúp cho người lao động vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất. Các giải pháp của tổ chức công đoàn cũng như là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và các cơ quan chức năng để làm sao mà thực hiện được cái nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn, người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ. Phương châm hoạt động này đã và đang được các cấp công đoàn Bình Dương cụ thể hóa bằng hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đáp ứng sự tín nhiệm kỳ vọng của người lao động. Bình Dương vinh dự có 7 công nhân lao động được biểu dương khen thưởng tại lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Trong giai đoạn 2018-2023, 7 công nhân lao động tiêu biểu này đã không ngừng nghiên cứu, đề ra các ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm được các đơn vị doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí, sản xuất an toàn, làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là giải thưởng tôn vinh người lao động trực tiếp sản xuất, 5 năm tổ chức một lần nhằm tổng kết phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Sau 3 lần tổ chức đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng giải thưởng này cho 309 công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, ngành công thương tỉnh Bình Dương vẫn đạt được sự tăng trưởng nhất định trong nửa đầu năm 2023. Cụ thể là so với cùng kỳ năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 2,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13%, đạt xấp xỉ 50% kế hoạch năm. Kết quả này cộng với tín hiệu bắt đầu phục hồi đơn hàng của quý 3, củng cố thêm niềm tin ngành công thương Bình Dương sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đặt ra cho cả năm. Ngay từ đầu năm 2023, ngành công thương Bình Dương xác định hai nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.
Theo đó, toàn bộ cán bộ công chức, viên chức ngành nỗ lực đổi mới phương thức làm việc, triển khai đúng tiến độ hầu hết các nhiệm vụ được giao. Ở lĩnh vực quản lý công nghiệp, ngành đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh 3 cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển cụm công nghiệp. Đối với hoạt động quản lý thương mại, thị trường hàng hóa trên toàn địa bàn tỉnh, ổn định về giá cả và có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, mang đến lợi ích cho người tiêu dùng. Thường xuyên lắng nghe và tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng để nắm bắt những khó khăn doanh nghiệp gặp phải và chúng tôi báo ngay đến cái tổ tháo gỡ khó khăn của tỉnh Bình Dương mà do đồng chí chủ tịch là tổ trưởng để lập tức phối hợp cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn. Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành công thương tỉnh nhìn nhận một số mặt còn hạn chế khi kim ngạch xuất khẩu đều giảm mạnh trong nửa đầu năm nay. Do đó, thời gian còn lại của năm 2023, ngành nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa để vượt khó, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Thì ngành công thương thì đẩy mạnh những cái chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, trong đó có việc mở rộng thị trường mới như là thị trường Nam Mỹ, thị trường Trung Đông, thị trường Ấn Độ và cũng như là khôi phục lại cái thị trường Trung Quốc. Trên thần đó thì đã giúp doanh nghiệp là tiếp cận những thị trường mới để làm sao đó có thể đẩy mạnh được cái việc xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh sản xuất trong nước. Kể cả người lao động bây giờ tôi cũng thấy được cái sự hiểu và chia sẻ của họ trong cái thời gian làm việc, cố gắng tăng năng suất, cố gắng đẩy nhanh những cái tiến độ giao hàng để có thu nhập và cố gắng hơn trong cái việc hàng lỗi, hàng hư để giảm các chi phí và làm giữ được khách hàng đối với chúng tôi trong thời điểm này. Tới đây, ngành công thương tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức một loạt chương trình kích cầu kết nối doanh nghiệp có quy mô vùng Đông Nam Bộ, trong nước và quốc tế. Qua đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, khôi phục năng lực sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghiệp tỉnh cũng vừa tổ chức đoàn gồm 8 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Qua đó, các đơn vị trưng bày những sản phẩm tiêu biểu nhằm giới thiệu cũng như kết nối với các nhà cung cấp đến từ các tỉnh thành, các đơn vị xuất khẩu. Chương trình được triển khai lần này đã thiết lập nền tảng kết nối đa bên, tạo cơ hội cho doanh nghiệp cùng thảo luận, phân tích và tìm kiếm giải pháp tăng cường hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thế mạnh đến cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế, các đối tác nhập khẩu, các nhà thu mua chế biến xuất khẩu trong và ngoài nước. Thưa quý vị, làng nghề gốm sứ hình thành và phát triển, đi dọc cùng thời gian đã tạo nên một nét rất riêng cho đất và người Bình Dương. Hòa vào dòng chảy của cuộc sống hiện đại, làng nghề cũng có nhiều đổi mới với điểm nhấn là sáng tạo trong tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ. Gốm sứ là ngành cần nhiều điện năng, nhiệt năng trong quá trình sản xuất. Nhu cầu về năng lượng tập trung chủ yếu tại 3 công đoạn chính là chế biến, phối liệu, sấy mộc và nung sản phẩm. Các sản phẩm làm từ đất sét trước khi trở thành gốm sứ đều phải trải qua quá trình nung ở nhiệt độ cao. Nung là công đoạn kết khối vật liệu thành sản phẩm có cường độ cao, đảm bảo được các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật cho sản phẩm. Công đoạn này chiếm tỷ lệ tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong dây chuyền sản xuất. Vì vậy, việc giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu cho quá trình nung, giảm nhiệt tiêu hao riêng cho một đơn vị sản phẩm luôn là điều được các cơ sở sản xuất gốm sứ quan tâm. Nung bằng khí ga thì nó có những cái thuận lợi kèm theo, mà những cái thuận lợi đó này nó đáng kể. Thí dụ như là ngoài cái việc mà cải thiện môi trường sạch, vừa cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, thì sản phẩm nung ga nó đẹp hơn là sản phẩm nung củi. Do đó thì nó nâng cái tầm sản phẩm của mình lên. Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất gốm sứ đã có sự đầu tư thỏa đáng cho hệ thống lò nung. Phổ biến hiện nay là mô hình lò ga nung gốm tiết kiệm năng lượng. Đây là loại lò nung đốt gián đoạn, vận hành theo từng mẻ. Lò được thiết kế theo nhiều kích thước khác nhau với dung tích buồn nung phù hợp với từng cơ sở. Song lò ga nung gốm có diện tích lớn được đầu tư nhiều hơn bởi việc mở rộng dung tích lò làm giảm đáng kể lượng ga sử dụng đốt lò, tiết kiệm được chi phí mua ga, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí sản xuất. Không chỉ vậy, đầu tư hệ thống lò ga thay cho lò củi còn giảm đáng kể lượng khí thải ra môi trường, giảm được thời gian nung gốm, chất lượng sản phẩm cũng được cải thiện hơn. Việc đầu tư lò ga nung gốm còn giúp tận dụng tốt nhiệt thải của lò nung để đưa sang buồng sấy, tiết kiệm được năng lượng trong quá trình sản xuất. Để tiết kiệm năng lượng thì cũng có những cái giải pháp đồng bộ là mình đầu tư cái xưởng đất,
để mình tinh luyện cái đất, sản xuất cái sản phẩm nó mỏng hơn. Do sản phẩm nó mỏng hơn, quá trình đun đốt nó nhanh hơn và nó tiết kiệm ga hơn. Rồi công ty cũng đầu tư ví dụ là tôn lấy sáng để có thể là tiết kiệm ánh sáng đèn. Sự đầu tư đổi mới công nghệ của các cơ sở ở làng nghề, sản phẩm gốm sứ ra lò mỗi ngày đều đặn hơn, từ đó thì tự tin vươn ra thị trường thế giới, nâng tầm giá trị nghệ thuật, giá trị kinh tế của sản phẩm làm từ đất. Và điều này tiếp tục khẳng định những người sống với làng nghề đem cả tâm huyết để phát huy giá trị từ gốm truyền thống ở Bình Dương. Sáng nay, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tân Uyên năm 2023 tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị diễn tập. Theo kế hoạch, thành phố Tân Uyên sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố cùng tỉnh và chiến đấu trong khu vực phòng thủ các phường Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, Phú Chánh. Diễn tập nhằm nâng cao năng lực phương pháp hoạt động lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái quốc phòng, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận với thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu xử lý tình huống của các cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội trong các trạng thái quốc phòng, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 vào sáng nay. Về dự hội thi năm nay có 36 thí sinh là hòa giải viên đại diện cho 12 xã phường trên địa bàn. Các đội dự thi tranh tài qua 4 phần thi, tự giới thiệu rung chuông vàng, xử lý tình huống và trình diễn tiểu phẩm. Nội dung xoay quanh các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên, pháp luật về hòa giải ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013, một số kiến thức quy định pháp luật thường gặp được vận dụng trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội thi nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các hòa giải viên, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở. Sáng nay, huyện ủy Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 2 năm 2023 cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Trung tướng Phạm Văn Dĩ, nguyên Chính ủy Quân khu 7, báo cáo viên Trung ương, truyền đạt các thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên huyện nắm bắt kịp thời thông tin thời sự, qua đó nâng cao nhận thức tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại đơn vị địa phương. Sau khi khảo sát thực địa, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị Bến Cát thống kê thiệt hại, dự báo tình hình sạt lở có thể xảy ra thời gian tới, khẩn trương khắc phục tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Sài Gòn và đê bao An Tây tại khu vực ấp An Thành, xã An Tây. Đoàn khảo sát đã trực tiếp khảo sát tại hiện trường, tận mắt xem xét tình hình, vết nước sạt lở. Trao đổi với người dân, ngành chức năng nắm tình hình, diễn biến của sạt lở, giải pháp khắc phục của đơn vị được giao tư vấn, khảo sát. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng đề nghị địa phương cùng ngành chức năng nhanh chóng gia cố khu vực sạt lở, để sạt lở không ăn sâu vào bên trong, không ảnh hưởng đường đê bao, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cần thiết phải thi công bờ kè chống sạt lở trước khi có khảo sát địa chất để có giải pháp công trình đúng theo, đúng quy cách và kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài. Sau khi nghe chỉ đạo quyết liệt này, nhiều người dân ấp An Thành, xã An Tây rất đổi vui mừng. Cũng muốn lãnh đạo quan tâm làm cho cái đê bao được kiên cố, trả lại cái mặt bằng sông Sài Gòn cũng như đường đê bao sông được thông thoáng cho người dân thuận tiện là tham gia để sản xuất. Được biết tình trạng sạt lở tại khu vực này khá nghiêm trọng. Lần 1 ngày 18 tháng 7 2023, chiều dài sạt lở dọc sông Sài Gòn khoảng 70m, sâu vào bờ từ 31 đến 36m, sạt lở cách mép đê bao An Tây từ 0,5 đến 1m, sạt lở toàn bộ hành lang bảo vệ đê bao An Tây. Khoảng trên 2.300m2 đất, một phần căn nhà tạm đã trôi xuống sông. Vài ngày gần đây, khu vực tiếp tục sạt lở vào sát mép đê bao, xuất hiện những vết nứt dài, gây nguy cơ cao sạt lở mở rộng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ ngăn lũ triều cường của hệ thống đê bao An Tây.
Để mà triển khai lập đề cương, rồi triển khai khảo sát thực địa, khoan địa chất để đánh giá được mức độ nguy hiểm của khu vực sạt lở, rồi đưa ra phương án thì đơn vị tư vấn cũng sẽ cố gắng trong thời gian khoảng 3 tuần là sẽ thực hiện khảo sát và thiết kế. Và trong cái thời gian đó thì đơn vị tư vấn cũng sẽ cố gắng đi thực địa để đánh giá hiện trạng các cái vị trí lân cận để mà đưa ra cái phương án đề phòng xử lý sạt lở tiếp theo. Bên cạnh việc đặt biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương và các ngành chức năng phải có khảo sát, đánh giá mức độ an toàn xung quanh các vụ sạt lở, những vị trí có nguy cơ mất an toàn, tuyên truyền cho người dân biết để chủ động phòng ngừa, tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân. Thông tư 06 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 với nhiều điều kiện để khách hàng vay có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng, dễ dàng hơn. Đáng chú ý, thông tư 06 đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống. Cụ thể, ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà, mua ô tô. Theo quy định hiện hành, khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại nhà băng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống. Theo đó, với quy định trên, khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng B đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hạn cho khoản vay mua nhà mà khách hàng đang vay tại ngân hàng A. Như vậy, khách hàng dễ dàng tiếp cận khoản vay mới với mức chi phí thấp hơn, được tiếp cận và sử dụng thêm các dịch vụ mới. Đối với nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu thiết yếu của cá nhân, hộ gia đình như vay mua ô tô, mua trang thiết bị tiêu dùng thì chỉ cần đưa thông tin về tổng nguồn vốn cần sử dụng, mục đích và thời gian sử dụng vốn và nguồn trả nợ. Theo Quỹ Di động Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, ngày 27 tháng 7, lô vaccine 5 trong 1 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và UNICEF hỗ trợ đã về đến Hà Nội. Đây là 185.700 liều vaccine DTP-VGB HIP được hỗ trợ khẩn cấp cho Bộ Y tế nhằm khắc phục tình trạng giảm tỷ lệ tiêm chủng và thiếu vaccine 5 trong 1. Vaccine 5 trong 1 sẽ giúp bảo vệ trẻ em phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và Haemophilus influenza loại B HIP. Mặc dù nhiều loại vaccine hiện đang được sản xuất trong nước, song loại vaccine DTP-VGB HIP giúp bảo vệ cùng lúc 5 loại bệnh trong một mũi tiêm thuận lợi và an toàn này phải được mua ở nước ngoài từ các nhà cung ứng được phê chuẩn. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Theo đó, hai loại vaccine dịch tả heo châu Phi do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất sẽ được thương mại hóa trong thời gian tới. Như vậy, Việt Nam có thể trở thành nước đầu tiên sản xuất thương mại vaccine dịch tả heo châu Phi. Trước đó, hơn một năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức kiểm soát chất lượng và sử dụng 600.000 liều vaccine trên đàn heo cho kết quả an toàn, vaccine có hiệu lực. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.